Chào các bác, hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái dòng ổ dây điện đúc nhá. Đó, dòng sản phẩm ổ dây điện đúc dây này là dây 2.5. Công suất thì khoảng tầm 4.000W nhé. Bác tha hồ về cắm máy hàn. Đó, máy hàn rồi là bếp từ các thiết bị điện. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng đúc liền thân nha các bác nhá. Đấy, hàng đúc liền thân này. Đó, dây thì cực kỳ là mềm luôn. Dây rất là mềm nhá. Đấy, nói chung là chấm hết luôn. Giờ em sẽ test cho bác về cái phần chịu lực của nó nhá. Tiếp các bác về cái phần chịu lực nhá. Đập. Đấy, đập sang bên kia. Đập sang ổ kia. Đó, con này thì các bác cứ dùng thoải mái luôn nhá. Đấy, đập thoải mái luôn. Đó, rất ok nhá. Ngoài ra thì sản phẩm này thì ở cái phần ổ ba chân thì nó sẽ có đèn báo nhá. Đấy, để khi các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, để các bác chủ động này. Đó, nó có đèn báo nhá, rất là to rõ ràng. Màu thì nhìn nó rất là rõ luôn rồi. Giờ em sẽ cho xe cán qua thử này. Đấy, xem vấn đề gì không này. Đó, có thấy không? Đấy, cán qua thoải mái luôn. Đấy, rất ok rồi nhá. Đây, ổ vẫn còn nguyên luôn này. Đó, đây. Cầm dây rất là mềm nhá. Đó, dây rất là mềm luôn. Cầm rất thích luôn nha các nhá. Các bác mua hàng thì ấn vào cái phần giỏ hàng nhé. Em để phần góc màn hình này. Đấy, các bác ấn vào đấy để mua hàng. Đó, cảm ơn các bác rất nhiều.